Xin chào các bạn. Mình mới hàng mới về, có một món rất là hay của khách đặt. Nhà mình đây có hai bộ. Thì bộ này là mã hàng của nó là 3824. Thêm mấy cái số phiền sau mình bỏ đi, không sao đi khỏi, không nhớ nhiều quá. Thì chắc là mình cũng phải gỡ nó ra thì mới biết là bên trong có cái gì. Nhìn sơ bộ trước đi ha. Sơ bộ thì nó có ba chi tiết, là một miếng cạo gì đây, cạo nạo cạo gì đó hình chữ nhật, và một miếng theo nhiều đường cong khác nhau, và một cái tay mài, tay gạt. Chơi này không bụi đời quá ha. Tại đây bứt cho anh bằng cái thước thép này, thước mỏng ấy. Vâng. Mở cái này nhớ đỡ rách. Hộp của Kitchen họ làm để cho nó ít tốn chi phí đóng gói hay sao, nên hộp nó cũng không có thực sự là xuất sắc lắm. Nếu như mình bằng giấy thì mình gỡ ra là mình vứt đi, nhưng mà nó có cái túi đựng rất là đẹp như vậy, hình như là bằng da simili gì đấy. Bạn mở ra, bên trong thì họ để cái miếng này giống như cái tờ welcome vậy thôi. Thì các bạn tham khảo, thì đối với cây như thế này nó sẽ có ba kiểu cây, là tròn, hình elip và hình tam giác. Thì cây bỏ trong đây sẽ là cây hình tròn, thì các bạn có thể mua cây khác cũng được. Đây sẽ có mỗi miếng nó sẽ có một cái khoang để chứa riêng như vậy. Và một cây như này tổng cộng ở đây là tới 4 chi tiết, nhiều thế rồi. Đúng rồi, đây 4 chi tiết thì mình lại trợn mắt không chịu nhìn. Đây có miếng thì nó là cái cây, đây là cây như vậy. Cái này thì họ dùng để làm gì đó bên ngành gỗ mình không hiểu, cà cạo gì đấy. Nó có cái đường kính ở đây, đường kính là 8 ly đó. Mình thấy họ cứ cầm một cà mài cái gì, mài mấy cái miếng này đó, và cán nó bằng gỗ. Nó chiều dài của nó mình không biết kêu cái cây này gọi là cây gì nữa. Chiều dài của nó là 215 mm. Đó là cây này, mình để nó ở đây đi. Nhìn cho nó bài bản rồi, cái này để lên đây dùng được hay không chứ quan trọng là phải bày cho nó đẹp với đây. Rồi cái miếng này là cái miếng cào, thì mỗi miếng này các bạn cũng có thể mua riêng từng miếng được. Họ khác là laser đây thì nó sẽ có một mặt lồi ở đây và một mặt lõm. Ví dụ như là cái mặt gỗ này mình cào cái này hơi cong, mặt lõm nó kiểu như này để mình cào này. Rồi cái lòng khá vậy, mình thấy họ xài vậy. Như anh em là nào chuyên về ngành mộc thì chắc là anh em sẽ biết cái miếng này hơn là mình. Thì nó sẽ có cái kích thước của cái miếng này. Cả cái bộ này giá là khoảng 1,9 triệu, là 60 chiều dài của cái miếng này. Trong tài liệu thì mình có thể sẽ có thêm bán kính cong chiều dài của nó là, sorry, đặt đo nhìn thước cầm thước đo cũng thấy ngu nữa, 165. Thì nó sẽ có thêm bán kính cong của cái này, bán kính cong lõm và bán kính cong lồi. Thì các bạn tra, mình không nhớ chính xác, các bạn có thể tra cứu vào trong website của mình có. Thế đến là cái miếng này, miếng này thì nó dạng hình đường này gọi là đường gì ta, đường cong này gọi là đường parabol hả? Nhiều đường parabol, đây một đường, đây đường này, tạo ra cái biên dạng này giống như kiểu biên dạng hình xoắn ốc của chuỗi Fibonacci ấy. Nghe cho nó vẻ toán học vậy thôi, chứ thực ra thì là khi bật cào theo đường cong lõm này, cho vật là vật lồi hoặc là lõm này, lồi cho vật lõm. Thì nó có rất là nhiều đường cong khác nhau, nhiều các mép khác nhau như này, nó khá bén, mình cảm giác cầm khá bén là cái mép này. Mình nhìn nó giống như là cái hình âm dương hả, đúng không, hình âm dương này khá là vậy. Hình giống như kiểu của hình trong cái đường xoắn kép, xoắn ốc Fibonacci. Tiếp theo đến miếng hình chữ nhật là cái miếng mình nói mới nãy lại. Thì khi mà các bạn dùng thì các bạn bôi chút dầu mỡ vào thì nó sẽ bền, nó sẽ không có bị reset, vì cái miếng này nó bằng thép gió. Thì nó sẽ không có cái đường cong, đường cạo đây, đường cạo đây, đường cạo đây, đường cạo đây. Thì cạo như thế nào thì mình thấy họ hay dùng mặt bằng này cạo. Giờ mình cạo nữa thì mẹ có thêm cái bàn nữa. Vậy đó, có 4 miếng, giá nó khoảng 1,9 triệu. Cái túi rất là đẹp như này thì
trong đồ ngành mộc thì chắc có lẽ là cái bộ này nhìn thấy hơi đầy chất nghệ thuật. Ồ đây, túi còn đẹp hơn. Bỏ vào nhìn đi dự tiệc nha. Ok.